Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cho nộp tiền để giảm án tham nhũng, đi ngược nguyên tắc pháp quyền AFA tiếng Việt ngày 27 tháng 11 có bài Nhận hối lộ không vụ lợi, sự ngụy biện, cưỡng từ, đoạt lý Những ngày qua khái niệm nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố Được ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương đề cập đến Đang gây phản ứng trong công luận Hình ảnh bài trên AFA AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết hối lộ là các tội danh không thề mới. Luật pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định tội danh hối lộ với sự chế tài rất nghiêm ngặt trong bộ luật hình sự vì tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này. Trong tội danh hối lộ thì mối quan hệ giữa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ luôn luôn là mối quan hệ có mục đích vụ lợi. Trong đó, một mặt người đưa hối lộ mong muốn công việc phi pháp hoặc hợp pháp của mình được giải quyết làm hoặc không làm do đó hối lộ để đạt được mục đích đó mặt khác người nhận hối lộ đã thực hiện công việc làm hoặc không làm để thỏa mãn mong muốn của người đưa hối lộ cũng với mục đích được nhận số tiền hối lộ cho nên khái niệm hối lộ hoặc tham nhũng nhưng không vụ lợi chỉ là sự ngụy biện cưỡng từ đoạt lý phát sinh một cách méo mó tùy tiện trong nền tư pháp việt nam giai đoạn hiện nay mà thôi khái niệm đó không phải là chuẩn mực pháp lý đã đành mà trong thực tế cũng không bao giờ diễn ra vì lẽ nếu người dân nước lã với nhau không ai tự nhiên mang vác một số tiền lớn cho không ai bao giờ hình ảnh nghị quyết tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, nếu người tham ô nhận hối lộ tự nguyện nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô hối lộ thì sẽ được giảm án. AFA cũng dẫn lời luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng, đầu tiên, quan điểm của tôi là đồng ý với sự cẩn trọng của họ trong việc đấu tranh xử lý các hành vi phạm tội để bảo đảm cho các nguyên tắc cơ bản trong bộ luật hình sự trong đó có nguyên tắc suy đoán vô tội theo điều 13, hoặc nguyên tắc xác định sự thật khách quan của vụ án, có nghĩa họ cẩn trọng trong việc xử lý từng con người trong vụ án, đánh giá rõ ràng. Tôi đồng ý với việc đó. Tuy nhiên, phải xác định rõ hành vi đó có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm hay không để tính việc miễn trách nhiệm hình sự hay miễn hình phạt, tức là có dấu hiệu hình sự nhưng không xử lý hay có dấu hiệu hình sự có xử lý nhưng không chịu hình phạt. Phải làm rõ điều đó, thực tế nếu nhận tiền mà không có yếu tố vụ lợi thì đó rất hiên cưỡng, khó mà giải thích cho hợp lý. Trong trường hợp này tôi nghĩ để xử lý một cách khách quan và công bằng, công bằng với cả những người phạm tội và không phạm tội thì khi đã xem xét đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì phải truy tố, xét xử bình thường. Còn nếu xét thấy người ta có nhiều công trạng thì có thể xem xét miễn chấp hành hình phạt nhưng hành vi đó buộc phải xử lý, không thể làm theo kiểu ngay từ đầu đã xác định không vụ lợi và miễn truy cứu. Như thế thì không công bằng cả với những người đang bị xử lý. Hình ảnh ông Lê Minh Trí, người đề xuất việc nộp tiền để tránh bị xét xử hình sự. AFA dẫn truyền thông nhà nước cho hay trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 7 thành viên thuộc đoàn thanh tra cùng nhận tiền từ SCB nhưng lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo lý giải của cơ quan chức năng, cả 7 người đều hợp tác, điều tra tích cực, chủ động nộp lại toàn bộ tiền để nhận từ SCB trước khi vụ án bị khởi tố. AFA cho biết việc nộp tiền khắc phục hậu quả để tránh xét xử hình sự. Được ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề xuất hôm 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, một số chuyên gia luật pháp cho rằng đề xuất của ông Trí thể hiện một tư duy đi ngược lại với nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin cho nộp tiền để giảm án tham nhũng đi ngược nguyên tắc pháp quyền. Kỷ cương hành chính chưa chào đời Ngày 27 tháng 11, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt có bài Gây góp vừa vụt vào thể chế vừa quốc vào mặt thường dân. Theo đó, văn phòng chính phủ tuần rồi gửi công văn hỏa tốc cho Chủ tịch Bắc Ninh, truyền đạt chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, yêu cầu kiểm tra thông tin giám đốc và phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh này mỗi tuần bỏ nhiệm sở đi chơi golf vài ngày. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Tác giả nhận xét sự kiện vừa đề cập không lạ. Chuyện là các quan chức bỏ nhiệm sở đi chơi golf xảy ra thường xuyên, kể cả trong thời gian còn đang đại dịch thì mà tất cả mọi người phải thực thi giãn cách nhưng giám đốc sở du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf với cục phó cục thuế của tỉnh. Tác giả cho rằng giá trị lớn nhất của việc văn phòng chính phủ gửi công văn hỏa tốc cho chủ tịch Bắc Ninh là phơi bày ra mặt trái của thứ mà trước giờ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam luôn đề cao và cam kết sẽ tôn trọng kỹ cương hành chính. Tiếc rằng dẫu đã được khai sinh nhưng ở Việt Nam, kỷ cương hành chính chưa chào đời. Theo tác giả, bởi kỷ cương hành chính chỉ được khai sinh chứ chưa chào đời, cho nên bất kể thu nhập chính thức hết sức khiêm tốn, nhưng các công bộc không ngại khoe sang, khoe giàu, hồn nhiên trưng bày sự sành điệu đẳng cấp qua trang phục, trang sức, tư gia, sinh hoạt, trong đó có chơi góp. Tác giả cho biết theo ước tính của góp Việt một trang web cung cấp những thông tin có liên quan đến golf tại Việt Nam, chi phí để làm thành viên của một sân golf bình thường dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 mỹ kim một năm. Nếu muốn làm thành viên của một sân golf sang trọng, chi phí có thể lên tới 60.000 mỹ kim một năm. Hình ảnh golf là môn thể thao dành cho giới quý tộc mới nổi ở Việt Nam. Tác giả nhắc lại yêu cầu vào năm 2011 của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đinh La Thăng. Theo đó, viên chức đang làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải không được chơi góp. Thì ấy, yêu cầu đó có hơn 60% độc giả của VN Express hoan nghênh và kèm theo một yêu cầu khác, cần điều tra xem công chức lấy tiền từ đâu để chơi môn thể thao tốn kém như vậy. Bởi kỹ cương hành chính chưa chào đời, nên yêu cầu chính đáng này không được đáp ứng. Tác giả bình luận, 12 năm sau, khi ông Đinh La Thăng yêu cầu viên chức trong lĩnh vực giao thông vận tải không được chơi golf vì mất thời gian, còn dân chúng thì đòi điều tra vì công bọc chơi golf là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thiếu liêm chính. Nhưng càng ngày, càng nhiều công bọc chơi golf và chuyện bỏ nhiệm sở đi chơi golf vẫn xảy ra. Không ở nơi này thì ở nơi khác, không phải lúc này thì vào lúc khác. Hình ảnh tâm tình trên báo Quân đội Nhân dân Tác giả trích dẫn lại một tấm hình về golf trên báo Quân đội Nhân dân vào tháng 4 vừa qua. Cụ thể, báo Quân đội Nhân dân nhắc đến bốn đức tính cách mạng cần kiệm liêm chính theo lời dạy của ông Hồ Chí Minh. Vì vậy, tờ báo này đề nghị một số cán bộ ở các tỉnh còn nghèo, đời sống nhân dân còn khó khăn, nên hạn chế thú vui chơi golf trong các ngày nghỉ cuối tuần để bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Có như vậy thì mới thực sự là công bộc của nhân dân. Tác giả nhận định dường như tác giả viết bài trên quân đội nhân dân không thức thời. Bởi trong thực tế, công bộc vừa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vừa vô tư phơi bày sự xa hoa như chơi góp. Nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, từ trung ương đến địa phương, cùng xem đó là hết sức bình thường. Dù trên lệch giữa thu nhập chính thức và thực tế chi tiêu sinh hoạt lớn đến mức hết sức bất thường. Ở Việt Nam, ngoài việc quốc vào banh góp, gậy góp còn vụt vào thể chế và vụt vào mặt dân thường cho họ tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Kỷ Cương Hành Chính Chưa Chào Đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d